Rồi, vào. Đây, có thư nè. Đây là quản lý chung cư. Ô mẹ. Này. Ô. 10 triệu. Phí quản lý chung cư tháng này thấp hơn rồi, bởi vì không dùng sưởi điện nữa, không dùng hệ thống sưởi nữa. Yeah. Đây, mẹ nhận được quà rồi nè. Nhận được quà từ California nè. Đi về bóc quà thôi. Nhận được quà rồi nè. Ô, đưa cho mẹ. Mẹ cầm á. Ôi ôi, đòi cầm quà chứ không đòi cầm thư. Đòi cầm quà chứ không đòi cầm thư. Về thôi. Này con cầm về đưa cho à bà nha. Đây đây của mình đấy, đem về nha. Đây là món quà từ Mỹ mọi người ơi. Hai mẹ con cháu đang khui quà nè. Con cảm ơn cô nhiều lắm cô ơi. Món quà này. Lần đầu tiên được nhận quà từ Mỹ mọi người ạ. Wow. Rất là hồi hộp. Không biết bên trong sẽ là món quà gì. Cô bọc cẩn thận thế. Ui, bọc rất là cẩn thận. Giúp mẹ nào. Kéo lên cho mẹ. Cái đấy. Kéo đây cho mẹ. Nào kéo nè. Kéo cho mẹ. Kéo đi con. Mẹ cắt tiếp nào. Cắt nữa. Đây, ui. Ui bóc cái lớp giấy đi cho nhà. You want to be a mọi người có biết tại sao là em được nhận quà không? Bởi vì là cô xem YouTube của em, cô thấy cô em giống cô á, đó là thương chồng chăm chồng chu đáo, như thế là cô cũng chăm chồng cô vậy. Cô bảo cô chăm chồng cô cũng giống như chăm em bé đấy, mà cô chưa gặp cái người nào giống như cô, nên là cô xem YouTube cô thấy em giống cô. Ừ, cô quý em, cô gửi tặng quà cho em. Cô còn bảo là đáng lẽ là định gửi quà cho cái em bé này, cho cái gì đấy, cái vòng hay cái gì vào mặt, vòng gì mà cô quý lắm, cho vào đây, nhưng cô sợ quà không đến được tay em á, rồi mất đi được cô tiếc. Rồi cô bảo thôi cứ gửi cái này thôi đã, gửi cho mẹ đã. Wow, Kochi, wow, New York nè. Khiên mở cho mẹ, khiên mở xem. Mẹ cất cái này đi, nguy hiểm nha. Cất kéo đi. Lần trước là cô bảo là định gửi cho em cái đồng hồ điện tử cơ, nhưng mà bưu điện họ không có nhận đồ đấy, đồ điện tử. Thế là cô bảo cô lại gửi sang cái này. À, thân cảm ơn cô. Mở nè, em mở nè. 2, 3 nè. Nào, mở lên, kéo lên, con kéo hộp lên. 2, 3. Ua, lại thêm một lớp giấy nữa. Ui giời ơi. Đẹp quá. Không biết cầm là đã biết là cái gì rồi. Đây là một cái ví nhỏ xinh. Wow. Cô ơi, tại sao cô biết là con đang cần cái này?
Tại vì cái điện thoại của cái điện thoại hay nhét thẻ nhất 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 thẻ ấy, thẻ thẻ các loại thẻ của con. Ừ, lần trước em bé nó làm rơi, xong là ông chồng con bắt phải là mua một cái ví cầm tay đi, để riêng đi, để con không có được nghịch nữa, để con có chơi điện thoại thì con không được nghịch vào những cái thẻ đấy, mà con tưởng đang đắn đo con chưa mua cái ví nào. Ồ, thế thì hôm nay cô đã mua tặng cho con rồi, sao cô hiểu ý con thế mà con không có hề nói với cô. Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ, con xúc động lắm. Ú, đẹp quá à. Mọi người ơi, cái ví rất là xinh xắn, dễ thương nè, mà lại hiểu cô chi nữa nè. Wow, đẹp quá à, da cá sấu luôn nha. Đẹp quá à. Đẹp quá à. Chạy khoe với à Tàn, khoe với à Tàn, ba đang ngủ rồi nên là không khoe nó được. Đẹp quá nè. Ôi vậy là cô quá là hiểu ý con rồi. Mọi người ơi, món quà rất là quý rồi, mà những lời cô nói với mình á, nó những lời cô nói với em á còn cảm động hơn rất nhiều. Cô bảo cô tặng món quà này cho em là khi nào em mang đi đâu á cũng giống như là cho cô đi theo. Ôi nghe mà xúc động muốn khóc luôn đó mọi người. Cô có xem cô thông cảm con nha. Con chỉ nói cái này là ý là người Việt Nam mà nói như thế người ta sẽ nghĩ là sợ ấy, sợ rồi. Đấy, nhưng mà với cô cháu mình á là đã sống kiểu là phương Tây, không có quan niệm những cái chuyện đấy rồi, những cái chuyện rồi chết chóc sinh tử đấy cô. À thôi nói thôi, ở phương Tây không có ngại một cái chuyện đấy cô đó, nên là thực sự là cô nói thế làm con rất là cảm động. Cô thực sự là rất quý con đấy, nên là cô mới tặng tặng cho con món quà này, và cô nói những lời cảm động đến chạm đến trái tim con như thế. Một lần nữa con rất cảm ơn cô, con cảm ơn cả Mr. John nữa nhé. Con cảm ơn cô chú đã yêu thương gia đình con, yêu thương con và em bé nữa, và tặng quà cho con món quà rất là xinh. Cảm ơn khán giả đã yêu quý gia đình em nữa. Mọi người đã xem video và nói những lời động viên chân thành á, cũng là yêu mến gia đình em, vậy em cũng đã cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ. Thật sự là rất là cảm động, làm YouTube không ngờ là em cũng phải nói lời cảm ơn đến công nghệ thông tin, đến internet, đến nhà mạng, đến đến cái gì nhỉ? Gọi là nền tảng Google, YouTube để cho kết nối mọi người trên thế giới gần nhau hơn, nhất là để cho em được gặp gỡ cô. Để ngày hôm nay là nhận được quà của món quà của cô thế này rất là vui, rất là xúc động. Cô có nói là sang năm cô sẽ ghé đi, tháng 4 vừa rồi cô đi đi sang Hàn Quốc chơi rồi, nhưng cái lúc đấy là cô chưa có biết đến kênh của em. Thế nên cô bảo là nếu mà biết là cô cũng hẹn với Hường là sẽ đi đi gặp Hường để đi chơi, nhưng mà không, lúc đó chưa biết nhau. Thế cô bảo là đến sang năm tháng 10. Tháng 10 sang năm là cô có tour đi Nhật Bản đấy. Đến tháng 10 sang năm là cô có tour đi Nhật Bản, thì lúc đó cô sẽ có cảnh ở Hàn Quốc, thì lúc đó cô sẽ hẹn em và cô sẽ hai cô cháu mình sẽ gặp nhau rồi sẽ đi chơi ở đâu đó.
rất mong một ngày nào, một ngày đó sẽ đến sớm để cô cháu gặp nhau. Thực sự là không biết nói gì hơn, cảm ơn cô rất nhiều. Wow. Ấy. Rồi, kết thúc video ở đây nha, để con mẹ dọn đồ để chuẩn bị cho em ăn tối đấy ạ. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi video của gia đình em. Cảm ơn. Bye bye đi con. Cảm ơn mọi người nè. Cúi chào nè. Con cảm ơn Mimi nè. Cảm ơn Mimi. Cảm ơn Mimi đã tặng mẹ Hường món quà rất là xinh xắn. Thơm, thơm gió nè. Thơm gió, thơm gió. Thơm gió nè. Ôi trời.